Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món rất là ngon. Đó là món tắc ngâm đường vàng. Đây là cái hũ tắc ngâm đường vàng của mình nè. Cái này là khoảng 2 tháng rồi đó các bạn. Bữa nay mình ăn xong và mình review cho các bạn xem nè. Cái từng trái tắc nè, thấm đều không? Cái vỏ nó thấm, nó trong luôn, nó trong rất là ngon luôn á. Của mình rất là thơm luôn. Đây là cái ly nước tắc của mình đây. Đó, mình cũng đã làm sẵn một cái ly nè, rất là ngon đó các bạn ơi. Cái loại thức uống này họ rất là tốt cho sức khỏe nè. Chị cảm nè, viêm họng, đau họng, bạn chỉ cần làm một ly nước này nè. Nếu như mà các bạn uống đá được thì bỏ đá, còn nếu như không thôi á thì có thể làm nóng nha. Pha một ly tắc ngâm đường nóng uống hả, là sẽ giảm đau họng nè, thông cổ nè đó. Các bạn sẽ cùng làm cái món này nha, tắc ngâm đường vàng. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có nè, tắc này 2 kg nha các bạn. Không, trái nó lớn như vậy nè, trái nó chín luôn á. Bạn mua bạn làm tắc muối thì bạn phải lựa những cái chín vậy nè, nó sẽ ngon hơn. Cái vỏ nó dày và nó sẽ không có the nha, nó bớt the. Còn nếu mà bạn mua bạn lựa trái tắc xanh quá nó sẽ không có ngon đâu á, the nó bị nhẫn, vỏ nó dày, nó sản phẩm nó ra xe ra nó sẽ mềm rất là ngon luôn á. Mình sử dụng đường phèn nha, 1 kg đường phèn, muối khoảng chừng 50g muối thôi, muối chỉ để dằn lại thôi. Bạn nên sử dụng muối hộp nha, muối hộp nó sẽ tốt hơn. Còn đường ở đây là mình sử dụng đường phèn, không thôi các bạn có thể sử dụng đường cát, nhưng mà mình sử dụng đường phèn tại vì khi đường phèn á ra thì nó sẽ có vị ngọt thanh nè. Cái món này á hả, là cái nó rất là tốt sức khỏe đó, nó trị cảm nè, viêm họng, đau họng rất là hay luôn các bạn. Mỗi nhà nên làm sẵn một hũ tắc này đi, chỉ cần mình bị viêm họng thôi là mình 1-2 trái tắc nè, bỏ vô ly và mình đó ha, dầm lấy nước uống là được. Rồi đầu tiên là mình sẽ rửa tắc nha các bạn, rửa cho nó sạch. Nhìn trái tắc nó vàng đẹp rất là ngon không. Bạn rửa cho sạch xong rồi bạn để cho nó ráo nước nè. Sau khi mà tắc của mình đã rửa sạch rồi nè. Đó. Tiếp theo nữa là bạn sẽ dùng một cái tăm, bạn sơm. Bạn sơm này cho tắc gì nè. Sơm dài lỗ như vậy á. Bạn để khi mà mình ngâm á hả, là cái nước muối và đường nó sẽ thấm vào trái tắc. Và khi mà cái trái tắc của mình đó nó thấm đường rồi đó, nó sẽ không bị teo lại nha các bạn. Sơm đều hết. Trái tắc này bọng nước á hả, rất là ngon luôn á. Nhiều á, nhiều khi mà trái tắc á hả, trái tắc mà nó xanh á, nó xanh vậy á thì khi mà làm á nó sẽ nhẫn lắm. Mua các bạn nên chú ý lựa trái tắc chín. Nhìn bọng nước vậy nè. Rồi sơm hết phần tắc. Vậy là đã xong cái thao tắc rồi nha các bạn. Tắc này người ta còn gọi là trái quất đó các bạn. Có dùng người ta kêu bằng trái hạnh. Sau khi mình đã sơm hết mấy cái tắc này nè, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho vô hũ nha. Các bạn chuẩn bị sẵn một cái hũ thủy tinh. Đây là cái hũ thủy tinh. Trước khi mình làm á là mình phải rửa cho sạch nha. Phơi cho nó ráo. Đây. Cái hũ này là mình đã rửa sạch nè, phơi cho nó ráo rồi đó nha các bạn. Rồi đầu tiên là mình sẽ cho tắc vào, cứ một lớp tắc là một lớp đường cho tắc vào. Sau khi cho lớp tắc này mình sẽ cho tiếp lớp đường nha, rải một lớp đường và một xíu muối. Rồi tiếp theo nữa là tắc, cho lần lượt như vậy cho nó đầy hũ luôn. Thank you.
lắc lắc xuống cho nó đường nó xuống nè. Thêm vào xíu muối. Cứ lần lượt như vậy đó cho đầy hũ tắc luôn. Các bạn chúng ta ấn nhẹ nhẹ xuống, đừng có ấn mạnh quá nha, cái tắc nó sẽ xẹp á, xì nước hết á. Khi mình cho tắc đầy vậy nè, lớp cuối cùng mình cho đường phèn nó phủ đầy lên nha. Rồi cho vào thêm xíu muối nữa. Rồi cuối cùng đó là mình sẽ dùng cái nắp mình đậy lên nha các bạn. Đậy cho nó kín. Như vậy là mình đã xong một cái hũ tắc nè, tắc ủ với đường rồi đó nha. Bước tiếp theo là mình sẽ đem phơi nắng. Các bạn phơi nắng khoảng cho một tuần lễ đi. Tuần lễ là mình có thể là cái đường phèn này nó tan nè, nó thấm vào trái tắc này nè. Cái hũ này nè mình để càng lâu thì nó sẽ càng ngon. Bây giờ mình sẽ đem phơi nắng. Rồi mình sẽ đem ra ngoài nắng mình phơi đi nha các bạn. Rồi cái hũ tắc của mình nè các bạn. Bữa nay nữa là 2 tháng rồi đó. Đúng là 1 tháng, khoảng chừng 1 tháng là mình đó ha, có thể mình sử dụng được rồi. Không, mình muốn cho nó ngon hơn á ha, mình để nè. Cái này càng để càng lâu á ha, càng ngon. Gia đình mình á, mình lên làm sẵn cái hũ này nè mình để. Nhiều khi để cả năm luôn á, thì cái trái tắc này ăn sẽ càng ngon hơn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy xuống và mình sẽ review tiếp cho các bạn xem. Cái hũ tắc của mình nè, thấy không? Cái tắc mình bây giờ ha, cái vỏ nó trong luôn nè. Mình mở ra. Ủa, nó thơm, rất là thơm luôn các bạn ơi. Em mình múc ra nha. Mình lựa mấy tắc chín mà trái bự vậy nè. Cái phần nước á là mình sử dụng luôn nha. Rất là thơm. Một dĩa tắc không? Rất là thơm luôn á. Mình sẽ làm một ly tắc nha. Các bạn cắt nha. Rồi nước trong cái trái tắc nè. Nếu mà ai mà thích đó hả, mà ngọt thì thêm xíu đường nữa nha các bạn. Còn cái đường này mình ngâm là mình thấy hay là vừa ngon rồi đó. Rồi. Này, không? Thêm vào một xíu nước nữa, phải lấy cái nước này, tận dụng luôn cái nước này nha. Uống sẽ rất là ngon. Nước nóng vào. Cho vào thêm một xíu nước nóng. Vậy là cho đá vào thôi. Trang trí thêm một cái tắc nữa đây. Rồi. Vậy là mình đã chia sẻ xong cái clip tắc ngâm đường phèn nha các bạn. Cái hũ này đã 2 tháng rồi đó. Nước ha, nước đường nè, nước đường tan ra nè. Nó ra hết cái hả cái tắc nè. Đây là nước tắc nè, rồi vỏ tắc hả nó ra, nó làm cái nước đường nó chuyển màu vàng luôn nè. Nước này hả là mình cũng sử dụng hết nha chứ không có bỏ nha. Bình thường hả tắc ngâm muối, cái nước muối mình sẽ bỏ, còn này là nước đường mình dùng hết. Đó, mình thấy cái dĩa bằng mình múc ra cho các bạn xem không? Cái tắc hả, cái vỏ nó trong luôn rồi đó. Cái vỏ nó trong, nó thấm đường nè. Rồi nước từ trong á ha, trái tắc nè thấm đều ra nước đường.
Cái này các bạn ngâm khoảng chừng 1 tháng là sử dụng được rồi đó. Nhưng mà hổm gà mình để luôn tới 2 tháng á. Rất là thơm. Mình đã làm sẵn ly nước nè, mình sẽ uống thử nha. Ăn chua chua ngọt ngọt the the. Nó the của cái tinh dầu từ trái tắc ra đó. Chua nè, chua của nước tắc nè, ngọt của đường phèn. Rất là thơm luôn á. Đây là một thức uống rất là tốt sức khỏe nè. Chị hả đau họng thông cổ. Nếu như mà các bạn hả không thích uống đá thì các bạn có thể làm nóng nha. Làm một cái ly tắc ngâm đường nóng. Uống sẽ giảm đau họng nè, thông cổ rất là hay. Thơm lắm các bạn ơi. Cái vỏ này nè, các bạn có thể hả cắn ăn từ từ. Ăn từ từ nó cũng thông cổ nữa đó. Chứ mình không có bỏ nha. Cái vỏ bây giờ nó đã thấm đường rồi. Thấm đường nó ngọt rồi, trắng vào. Cái tinh dầu nó ra. Nó the the làm hả thông cổ. Cái này mình làm thức uống giải khát nên mình cho đá nha. Khi mà các bạn cảm nó tốt nhất là mình nên uống nóng. Rất là ngon luôn á. Với những cái lợi ích mà mình chia sẻ đó, các bạn nên làm thử một cái hũ tắc mua tắc ngâm đường phèn trong nhà đi. Đơn giản nè. Nó vừa đơn giản, chỉ là một chút xíu thôi. Mình chịu khó là đợi một cái khoảng thời gian nó hơi lâu, càng ít nhất phải hơn 1 tháng thì mình sử dụng được. Càng lâu thì nó sẽ càng ngon hơn. Đơn giản như vậy là mình đã chia sẻ xong cái clip này nha các bạn. Hy vọng với những chia sẻ của mình nè, sẽ làm cho thực đơn của gia đình bạn thêm hay hơn, ngon hơn và phong phú hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và subscribe giúp mình nhé. Bye bye, xin chào các bạn.